lên cho anh em hai cục IC XT chữ đỏ zin cả xe Honda XT Indo về, chưa sử dụng tại Việt Nam. Tình trạng là bao zin, bao sóng, bao xài, bao test cho anh em. Hai cục này mình bán cho anh em giá mỗi cục là 800 nha anh em. IC XT chữ đỏ nha. Bao zin, bao sóng nha. Bao không mổ xẻ. Nếu mà đã có mẫu xẻ này kia là mình bao với anh em là tặng luôn cho anh em 10 triệu. Đó, ba anh em này thợ test đúng IC zin XT chữ đỏ tháo xe. Hai con này là mã đúng IC XT chữ đỏ nha nè, KGD chữ đỏ. Bao anh em thầy thợ test. Giá là 800 một cục nha.